cô? Dạ, cô là nhà cái... tôi ở sát bên đó nhà. Không ai nuôi cho nên cô mới đem về nuôi hả cô? Dạ. Mạnh xin chào quý cô chú ạ. Hôm nay Mạnh sẽ tới một cái trường hợp của anh Hằng, ảnh bị rút thưa quý cô chú, mà bác sĩ đã chạy 11 tháng nay rồi, bây giờ nói chung là nằm chờ chết thôi. Hôm nay Mạnh, tại nhiều người dân chia sẻ, hôm nay Mạnh vào ở Phụng Hiệp nghe quý cô chú. Mạnh sẽ vào với nhóm để quay, để hỏi thăm cái tình hình của anh như thế nào. Mạnh xin mời quý cô chú anh chị cùng vào với Mạnh để mình xem cái hoàn cảnh của anh Hằng quý cô chú. Mạnh xin mời ạ. Ừ, con chào cô. Em chào anh. Dạ, em chào anh luôn, chào cô luôn. Dạ. Con chào cô ạ, em chào anh ạ. Dạ, cái này là anh bị bệnh gì cô? À, bị bệnh gút. Bệnh gút hả? Dạ, bây giờ liệt hai cái chân á. Cái này là anh bệnh bao lâu rồi cô? Hồi bệnh á thì tới giờ là cả chục năm rồi, mà còn cái đi đứng không được á là chừng năm nay rồi. Một năm nay. Dạ, một năm nay là không có đi đứng đồ được á. Dạ, mình cô cho con hỏi là cô là cái gì với anh này cô? Tôi là dì ruột. Dạ, dì ruột. Mẹ nó thứ hai, con thứ tư, mà mẹ nó chết rồi, ba nó cũng chết rồi. Dạ. Nhà cửa ảnh ở đâu cô? Nó không có nhà, không dạ, có cửa gì tại hết trơn. Hồi lúc trước nó ở bên Miên, nó đi làm tiếp nhiều gì thứ năm. Dạ. Ở bên Miên rồi cái... người dì nó bệnh rồi, người dì có cứ vợ cho nó nữa, có con nữa, rồi bị bệnh rồi cái đưa về nay chị bệnh nè. Dạ. Vợ nó bỏ nó. Dạ, nói chung là giờ ảnh là không có nhà có cửa. Ở bệnh đau như vậy thì vợ bỏ từ cái lúc đó tới giờ luôn hả cô? Dạ. Thì cô là cái người dì, thì cô hiện tại đang kêu mang anh bao nhiêu lâu rồi cô? Cũng cái nó về cỡ 5-6 năm rồi ạ. Về 5-6 năm mà, dạ, anh... mà mới có bị liệt là năm nay hả? Dạ, hồi, đó hồi là... lúc trước là nó đi được mà nó cà nhắc á. Về về cũng có chở nó đi qua bên chị Thanh rồi chị bệnh. Dạ. Rồi mình nhà mình làm cái chòi này để mà cho anh ở, thì tối ở ngoài đây một mình ấy hả cô? Dạ, cũng câu điện đồ ra nó ở đây mình. Lúc trước nó ở bên cái trại bên kia mà nó bị sập á. Dạ. Rồi cái mới dời nó qua đây mấy bữa nay. Anh có biết nói gì được không cô? Dạ được. Dạ được, bình thường hả? Dạ. Anh tên gì anh? Anh Hằng. Hằng hả? Dạ. Anh Hằng nay nhiêu tuổi anh? 40. 40, dạ. Rồi anh thấy trong mình người sao? Mình nhức. Nhức hả? Cái chân bây giờ là mình, bây giờ thấy lột da gì hết hả cô? Lột da hết trơn luôn. Dạ. Nè quý cô chú anh chị nhìn. Không còn có bị lở nữa, mà về mua thuốc đó sức cường cái đỡ đỡ rồi. Giờ nó lở. Cái này là lột da ra luôn như vậy hả cô? Dạ, lột da, lột bữa cái già đứa cô, cái nó lột nữa, lột ngoài nữa. Là nó xì, mũ xì đồ ra. Tội quá. Cảnh anh rất là đáng thương với cô chú. Mình có đi bác sĩ, đi bệnh viện này kia không cô? Dạ có đi bệnh viện gần... rồi đi bệnh viện thì bệnh viện nói sao vậy ạ? Bệnh viện hôm rồi cái chạy nó cái nói là kêu lần chót đó nha. Dạ. Là nói là nó về đo ấy đi, chứ bác sĩ chạy còn mấy là chuyển lên tiếng trên, rồi cái về chạy cái đi về đây chở về đây chứ không có đi lên tiếng trên. Có nghĩa giống như là qua bệnh viện ở gần đây thì người ta trả về, người ta kiểu giống như là kêu người nhà là lo hậu sự cho anh ấy hả? Lo hậu sự đó là cái đây là 11 năm rồi, 11 tháng rồi, 11 năm. Dạ, 11 tháng là về nó nằm vậy không đó. Thì... mà lúc trước là về hắn là mấy tháng đầu đó nghe là tiêu tiểu không biết luôn. Bận quần tả, một đống quần tả tôi để còn bên nhà cũ chưa có dời quanh đây đó. Dạ. Mà chừng tháng mấy nay sao nó đỡ. Nó biết lấy bô nó đi tiểu mình nên, chứ mà cái bô này nè nó biết đút vô nó đi cầu, nó kêu mình ra không kịp á, nó biết đút vô nó đi cầu. Còn anh có vợ anh đâu? Vợ nó ở cứ vợ bên Miên. Cứ vợ bên Miên. Dạ, rồi vợ đó cũng biết tiếng Việt chút chút, mà nó bỏ hồi lúc mà tôi rước về đây là cũng cỡ 5 năm rồi ạ. Vợ nó bỏ nó cỡ 5 năm rồi. Dạ, có con cái gì không? Có đứa con trai. Rồi con trai đâu cô? Con trai tôi đưa về cho người em thứ năm của tôi á. Dạ, con trai bao nhiêu tuổi rồi cô? Con trai nó
con Mỹ năm nay 17 10 tuổi. Vậy là con còn nhỏ mà. Dạ, mà nó không biết tiếng Việt không? Không biết tiếng Việt luôn. Rồi về đây rồi tập nói nó quậy phá quá là nó không nghe được. Vậy rồi con của ảnh thì có được đi học rồi không cô? Em về bển đi học rồi. Bây giờ nghe nghe nhỏ em tôi nói là mẹ nó xin bắt nó đó. Không biết. Giống như bây giờ là ảnh cũng là cha mẹ không có thì vợ cũng không luôn, bây giờ đây là cô là người gì kêu mang anh. Vậy rồi mỗi cái mà chi phí rồi này kia thì cô như thế nào cô? Thì tôi có gì tôi cho nó ăn nấy à, mà sáng thì cũng cho ăn uống đồ bình thường vậy đó. Rồi nhà ăn cái gì là bưng ra cho nó ăn nấy. Rồi cũng còn người gì ở trên đường thơ lâu lâu bà cũng xuống thăm. Trước khi ảnh đi bệnh như vậy thì ảnh đi làm cái gì? Lúc trước nó ở bên dì năm nó thì nhỏ em thứ năm tôi á, tôi thứ tư, nhỏ em thứ năm thì nó cũng mà đi giao đồ này kia rồi nhỏ ở bển nó bán đồ á, rồi nó cũng đi giao. Ở đây chắc là trưa thì nóng lắm cô. Sao mình không gắn cây quạt vô cô, chắc chưa thấy nó thấp quá. Có quạt cũ ở chỗ mà thằng em nó chưa có sửa đem ra. Chứ với lại là anh nằm trên cái tấm điện mà trưa nắng ở trên này tôn xuống rồi tấm điện mà nó nóng lắm luôn, nóng lưng lửa lưng luôn á. Mới giờ nó ra đây à. Mới giờ ra đây có 2-3 bữa có cây quạt chỗ mà nó bị hư chưa có sửa. Giờ thì người anh cảm thấy nó có đau nhức gì không anh? Đau nhức lắm ha. Mỗi khi đau nhức vậy thì mình uống thuốc hả cô? Dạ. Uống thuốc cầm. Đi đau nhức nó có bảo hiểm mà đâu có chở xuống bệnh viện được. Chạy lên chị Nhân ở trên này nè, trạm y tế chỉ mua thuốc 30.000 thì nó uống được 2 lần. Giống như là mỗi lần nhức như vậy thì chỉ có mua thuốc tây để mà uống cho anh giảm đau thôi chứ không có cách nào để mà bán giết được cái chị ở trên này chị cũng quen á. Bán giết là nói mua thuốc cho ngận là bà biết thuốc giảm đau. Giờ chỉ có uống thôi, giảm đau thôi chứ không. Giảm đau không mà chứ giờ đâu có cho uống gì. Rồi nấu nước sâm rồi cho nó uống. Ở nhà, ở trước nhỏ dâu đó nó có bán cái gì thì lấy cho nó uống cái đấy à. Nó nấu sâm lạnh cái này kia rồi bán đó. Thì cũng cho nó. Nằm hoài vậy đó chứ đâu có. Anh ngồi dậy rồi được không cô? Không ngồi được luôn. Không ngồi được luôn hả? Mà mỗi lần tắm hắn là phải điện người chị ở trên thơ hắn nghe. 2-3 ngày mới tắm một lần. Điện bả xuống là người đỡ người tắm. Chứ còn mình nên đâu có ngồi mình nên mà xấu rồi chứ mà đâu có thay đồ nó đồ mình nên làm nổi. Phải có người chị còn mỗi buổi sáng là lau mặt với mua bắt cái giấy ấy đó. Rồi lau mặt cho nó. Bây giờ bác sĩ là bác nói bác sĩ chạy ra con. Bác sĩ chạy là 11 tháng rồi đó. Mà bác sĩ chạy rồi lúc đó nó về nó bèo nhèo luôn mà sao mà về cái không biết uống thuốc gì nó chịu rồi bây giờ nó tỉnh táo hồi đó nó về nó đâu biết gì đâu. Nó nằm cho mày lì lịch ở dưới bệnh viện là 2-3 ngày. Dạ, bệnh viện gần nè, 2-3 ngày rồi. Vậy là nó về nó không biết gì, chừng 2 tháng đó là cực dữ lắm á. Ôi vậy nó... rồi, cô cho con hỏi như mẹ của ảnh thì... Mẹ nó chết lâu lắm rồi. Lâu lắm luôn. Dạ, rồi mà cha nó cũng chết rồi. Bây giờ cha còn... nói với mẹ nó là ở dưới Xuân Hòa nhà thờ á. Dạ, người thân bây giờ là còn ai cô? Người thân bên nội thì còn đông lắm mà không có lên thăm nó. Còn bên ngoại thì có tôi thứ tư, là nó kêu bằng dì tư, có dì ba nó ở trên đường thơ. Bên nội là còn rất là đông. Dạ, bên nội còn rất là đông mà. Mà bỏ có, luôn. Lên thăm lắm. Có con bác hai nó có người chị thứ, con nhỏ Út á, Út Cẩn á, nó có hay lên, nó cũng lâu lâu nó cũng lên, nó đem tiền cho 500, 300 đồ nó đi mừng ở trên công ty á. Dạ, là cô... có người chị là con của người bác thứ hai đó. Giống như là cái hoàn cảnh của anh đây nè. Thì giờ chỉ là người nhà ta phụ giúp cái người 500-300 chứ còn người ngồi thì hồi giờ có cái ai mà tới đây để mà giúp anh chưa cô? Dạ chưa. Dạ chưa luôn ha. Dạ. Chỉ là có người con bác hai nó là chị nó dưới dì ba nó ở trển với tôi. Dạ. Còn tôi là tôi chịu đựng là
6 năm rồi. Từ hồi rước nó về tới giờ á, hồi đó nó còn đi được, nó còn đi được là chở đi qua Vị Thanh được trị bệnh, là tôi có gì cho ăn nấy, có gì ăn nấy với tôi. Mà hồi đó thì nó ở bên cái trại bên kia. Rồi cái trại bên kia bây giờ nó mưa dột với lá lúa đồ sạch quá rồi, bây giờ đem qua đây. Cái tay ảnh là bị cứng luôn á con. Cái tay cứng luôn, cái tay mà tới râu đồ ra là phải kêu gì nó xuống cạo, chứ còn nó tay đơ vậy đâu có làm gì được. Có tay có... chỉ như vậy thôi hả? Dạ. Có bữa thì nó không nhứt thì nó múc cơm ăn, mình nó nghiêng qua nó múc ăn được. Còn có bữa nó nhứt là phải ra đút, chứ ăn không được luôn. Dạ. Thì cô ơi, như mà nhà của cô thì gần đây, ngay đây luôn hả cô? Nhà dạ, cô nhà cái... tôi ở sát bên đó nhà. Không ai nuôi cho nên cô mới đem về nuôi hả cô? Dạ. Bị gì bên ngoài cũng mà, ông nội, bà nội cũng mất rồi, bà ngoại cũng mất luôn. Lúc trước thì bà nhà ngoại... cô đây ha? Dạ, nhà tôi đó. Thì cô nói chung nhà cô ở trước thì cô dựng một cái trại như thế này để mà cho anh một cái trại để anh ở ngoài đây. Đây là cái nhà của cô. Cô gì cô? Cô tên gì cô? Cô tên Trần Thị Hằng. À, cô Hằng, nhà cô Hằng ở phía trước đó quý cô chú. À, tại vì anh Hằng là không có người thân nuôi á, cho nên là cô là gì ruột á cô? Dì ruột. Cô mới đem anh Hằng về đây nuôi, cắt một cái liều, giống như một cái liều nhỏ vậy đó đây. Quý cô chú thấy nè. Đây, để cho anh Hằng ở đây, cho vợ. Cái hoàn cảnh rất là đáng thương với cô chú. Cái nhà của cô á thì cũng ái sao mình không có à đưa anh vô trong nhà để ở cô. Nhà bị gì có con nít á, có con nít, hai ba đứa nít nhỏ rồi. Hồi lúc mà rước nó ở bệnh viện về nó tiêu tiểu đồ. Dạ, giống như không có cảnh giác á. Dạ. Rồi nó giống như muốn ỉ á, giờ nào ỉ á gì thế này kia đó. Tiêu tiểu rồi có con nít đâu có. Đây là anh Hằng. Lúc trước cũng mới về cũng cho nó ở trong nhà. Dạ. Nó hồi lúc mà nó mới về là nó còn sạch sẽ, còn đi đứng đâu được lắm. Dạ. Cũng cất cho nó cái phòng, dạy cho nó ở trong nhà cái phòng. Dạ. Mà tới chừng nó bệnh về rồi nó mất cảm giác, nó tiêu tiểu đồ rồi thôi để cho nó ra cái nhà tranh ở bên hông đó. Dạ, nhà dạ. Lá đó. Dạ. Đặng có gì nó tiêu tiểu ấy, mình lên cô qua cô dọn dẹp. Thì còn sợ có con nít rồi nó chạy vô chạy ra. Nói chung là ở trong nhà là có con nít. Dạ, có hai đứa nít là với là người bệnh ở trong nhà thì nó khó đúng không? Dạ. À, thì bây giờ cô mới quyết định là cho ảnh ra đây nằm. Dạ. À, để tiện chăm sóc và đi vệ sinh này nọ. Dạ. Này là cho nó đỡ hơn là ở trong phòng trong. Dạ. Nhà à, là ý của cô như vậy đó quý vị. Thì trong hai nếu mà thật nếu, à, con cũng mong cái clip này nhóm tụi con đăng lên á, cô chú cộng đồng mạng á, có duyên, có anh có duyên với cô chú có thương á, thì có thể chia sẻ cho anh một phần nào đó. Tại vì thấy ảnh bị bệnh, nhìn cái chân nào quý cô chú. Nó bị lột da hết nãy kia. Lột da mà bị rút. Cái này mất cảm giác phù luôn, giờ mất cảm giác nè. Rồi là ảnh cứ nằm suốt luôn. Nằm suốt luôn, không có ngầu. Dạ. Vậy được. Thôi vậy tụi con cũng xin phép cô, nếu mà tụi con chiều mai vậy đó đăng video này lên đó. À, nếu mà có duyên á thì cô chú sẽ giúp đỡ cho anh. Dạ. Dạ. Thôi vậy con cũng xin phép cô con về. Dạ. Dạ. Thôi em về luôn nha anh. Rồi em cảm ơn anh nha, anh gắn nghỉ ngơi cho khỏe nha anh. Dạ. Thôi vậy con về nha cô. Rồi dạ. Con chào cô ạ. À. Dạ.